Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin tức Đắk Nông hôm nay, ngày 25 tháng 3. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức chương trình gặp gỡ tháng 3 giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2022. Trước tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, học sinh bậc mầm non và tiểu học ở Đắk Nông sẽ học trực tiếp trở lại bắt đầu từ ngày 28 tháng 3. Anh Hoàng Văn Hùng, bí thư đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trí Thanh, Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vinh dự nhận giải thưởng lý tự trọng. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hôm nay, ngày 25 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình gặp gỡ tháng 3 giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên năm 2022. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên đã được lắng nghe những chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp vai trò và cơ hội của thanh niên Đắk Nông trong công cuộc chuyển đổi số, định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận những ý kiến, đề xuất của thanh niên, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hồ Văn Mười mong muốn và kêu gọi thanh niên tỉnh Đắk Nông cần không ngừng phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hăng hái tiên phong trên các lĩnh vực, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, sáng tạo, xung kích đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Xây dựng tỉnh Đắk Nông ngày càng giàu đẹp, Văn Minh. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao số tiền 4,96 tỷ đồng từ nguồn chương trình Khát vọng Đắk Nông cho quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh, tặng bằng khen cho 8 tập thể và cá nhân của tổ chức đoàn, tuổi có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2021. Chiều hôm qua, 24 tháng 3, Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh Đắk Nông tổ chức họp thẩm định, xét công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới và một xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Tại cuộc họp, hội đồng thẩm định đánh giá các xã đều chuẩn bị đầy đủ, đúng quy trình bộ hồ sơ trình thẩm định. 10 xã đều đạt cơ bản 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, riêng xã Thuận An đạt 19 trên 21 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Kết quả, có 9 xã đạt 21 trên 21 số phiếu đồng ý đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Thuận An chưa bỏ phiếu xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đợt này. Sau cuộc họp Hội đồng thẩm định sẽ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận các xã trên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Cùng với đánh giá trình độ người học, theo mục tiêu giáo dục sau khi học hết chương trình các cấp học và chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh. Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và nhu cầu học tập của học sinh trên toàn tỉnh. Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh trung học cơ sở là 48.240 chỉ tiêu, trong đó lớp 6 12.901 chỉ tiêu, trung học phổ thông 22.484 chỉ tiêu, trong đó lớp 10 8.024 chỉ tiêu. Đối với dân tộc nội trú, cấp trung học cơ sở 875 chỉ tiêu, trong đó lớp 6 là 245 chỉ tiêu, cấp trung học phổ thông 1140 chỉ tiêu, trong đó lớp 10 là 420 chỉ tiêu. Thời gian tuyển sinh đối với các đơn vị tổ chức xét tuyển hoàn thành trong tháng 7 năm 2022, đối với các đơn vị tổ chức thi tuyển từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 6 năm 2022. Công tác tổ chức tuyển sinh hoàn thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông vừa có công văn số 402 về việc bảo đảm các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Cụ thể, hiện nay tình hình dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh. Tỷ Tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, mũi 1 đạt 99,6%, mũi 2 đạt 98%. Số ca mắc COVID-19 trong giáo viên và học sinh có chiều hướng giảm. Vì vậy, nhằm hoàn thành mục tiêu năm học 2021, 2022 đúng kế hoạch, các đơn vị chỉ đạo cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học tại địa phương chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học để triển khai tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 28 tháng 3 năm 2022. Đối với các trường trung học cơ sở đã tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp cục bộ trong thời gian qua, phải bảo đảm các điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp tại trường vào ngày 28 tháng 3. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa quyết định trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 cho 94 cán bộ đoàn và đoàn viên xuất sắc toàn quốc. Từ 174 hồ sơ của 67 tỉnh đoàn, thành đoàn, đoàn trực thuộc, hội đồng xét chọn giải thưởng đã lựa chọn 94 đại biểu xuất sắc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Tỉnh Đắk Nông vinh dự có một cá nhân đạt giải thưởng là anh Hoàng Văn Hùng, bí thư đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trí Thanh, Gia Nghĩa. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dành cho bí thư, phó bí thư đoàn cấp cơ sở, cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc, đồng thời động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại